Alo mẹ ơi. Vũ, con tới đâu rồi? Đã xuống máy bay chưa con? Vâng, rồi ạ. Con mới xuống. Con ghé trường cũ gặp cậu một lát, rồi lát hai cậu con về chung luôn ạ. Hai cậu cháu nhớ về nghỉ ngơi đi nhé. À mà nhớ tranh thủ về Hà Nội để con gặp em Thư hỏi cưới ạ. Dạ vâng. Anh Vũ. Xuân. Chào anh, đã lâu không gặp, anh về rồi. Ê Quỳnh Xuân, sao mày còn đứng ở đây vậy? Hả? Trễ rồi mẹ. Tiếng tim anh đang đập vì em. Đã thơ Xuân Quỳnh à? Thơ hay lắm, sao mà em đập nhiều quá vậy? Hay chứ anh, đây là tác giả mà em yêu thích nhất. Xuân Quỳnh giống như là đang viết cảm xúc trong em vậy. Em yêu anh như điên. Em viết những bài thơ tình yêu, tưởng anh là ý tứ. Trán em bóp vô ra, bàn tay không vụng nữa. Tay này đây, em may áo cho anh. Bàn sẽ cắm hoa, tường sẽ treo tranh. Em sẽ làm theo những điều anh mơ ước. Và khi nào anh buồn, em sẽ hát. Lạ thật nhờ. Em thích nhà thơ lạ thật đấy. Tình yêu sợ là hy sinh được. Tình yêu là của mình mà. Mình phải dành lấy nó chứ. Tình yêu có nhiều kiểu mà anh. Có chuyện gì mà anh hẹn em ra gấp thế? Anh có chuyện muốn nói với em. Anh đã quyết định đi Mỹ du học rồi. Gia đình anh, họ bắt anh phải lấy người con gái khác. Nhưng anh chỉ yêu mình em, và anh chỉ muốn lấy em làm vợ thôi. Anh hứa, anh qua đó sẽ học tập thật tốt và kiếm thật nhiều tiền để quay lại đây lấy em làm vợ nha. Em có chịu đợi anh không? Em sẽ đợi. Chưa sống qua đến nơi bờ, từng con sông ngày đêm nhớ bóng tiếng gọi bờ, cả đêm trong mơ còn thương. Làm sao tan thành muôn tiếng yêu hoa biển dầu, đưa đến trong nắng còn vương giữa cuộc đời. Two, three, go. Dù sợi vai giữa em nay thì là ồn ào và lạnh.
Thanh Vũ đi du học được 3 tháng rồi. Rồi cái tính chờ nó sao? Tao... này. Thôi, xuống cơ. Đi. Sớm. Mẹ biết Thanh Vũ là một đứa tốt, nhưng mẹ không muốn sống xa con. Mẹ cũng không muốn con gái của mẹ chịu cực khổ. Nhưng đây là tương lai của con, là quyết định của con. Mẹ chỉ... Alo, chào hỏi ai vậy ạ? Cô là Quỳnh Xuân đúng không? Dạ đúng rồi, cháu là Quỳnh Xuân. Tôi là mẹ Thanh Vũ. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng Thanh Vũ, nó là đứa con trai duy nhất của tôi, là niềm tự hào của gia đình tôi. Tôi không muốn vì lấy một người con gái khác mà khiến cho cả gia đình, cả dòng họ tôi phải mất mặt. Nó bỏ nhà ra đi cũng là vì cô. Tôi nghĩ cô cũng hiểu. Alo, em à. Anh đang làm gì vậy? Sao thế? Sao giọng em buồn thế? Em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì vậy? Em nghĩ mình nên dừng lại. Sao? Em nói cái gì? Em xin lỗi. Alo. Gặp gỡ và yêu thương là do định mệnh, và rồi liệu chúng ta có thể đi hết cuộc đời này cùng nhau. Em đã từng mơ về những viễn cảnh màu hồng của đôi ta, cùng mơ ước và vẫy vùng về một tương lai không xa. Em nhớ về những chiều tàn thật hiền, nắm thật chặt tay nhau dưới phố đông. Em nhớ những đêm thâu thật đẹp, có anh, có em, có yên bình giữa chúng ta. Cả ngày không cần phải nhắn tin quá nhiều, hay lúc nào cũng bình rịnh bên nhau, bởi ai cũng có cuộc sống bộn bề đáng lo toan. Nhưng sau một ngày dài mệt nhoài với những tranh đấu ở đời, thì chỉ cần anh và em kể nhau nghe về những thăng trầm của ngày dài, cùng nhau khóc, nhìn nhau cười, hay chỉ đơn giản là được nghe giọng anh để biết có người vẫn đang đợi mình. Làm sao được tan ra thành trăm cơn sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Lời yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết tình anh có đổi thay. Cho dù vậy, cớ sao trong em vẫn cứ bồi hồi, lo lắng, vì liệu anh có như bao người con trai khác, tình yêu cứ thế mà phai nhạt theo thời gian. Hiện tại, cả hai hướng về nhau sâu nặng, cơ mà sao ta có thể tránh khỏi được những thử thách. Ta có thể bất chấp vì nhau mà bỏ qua mọi định kiến, để bên nhau, nhưng như vậy liệu có quá ích kỷ không anh? Tình yêu cần phải nhận được sự chúc phúc, vậy thì chúng ta phải làm sao anh nhỉ? Em biết nếu để anh lựa chọn, anh sẽ chọn em. Nhưng như vậy liệu ta có lỗi quá không anh? Vậy thì hãy để em được lựa chọn rời xa anh. Em đã có khác gì lúc xưa nhỉ? Chào anh. Chào em. Hôm qua anh mới xuống sân bay qua trường cũ gặp lại cậu. Hôm nay lại đi xa đến đây phụ giúp cậu.
không ngờ gặp lại em. Em thế nào rồi? Đã 4 năm kể từ lần cuối mình liên lạc với nhau. Em rồi thì con đã thành một cô giáo, lại còn cô giáo của trường hồi trước em học nữa. Em vẫn khỏe. Bây giờ em đã là diễn viên đại học rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh thế nào? Anh khỏe. Em đã kết hôn rồi nhỉ? Vâng. Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em. Năm ngoái anh đã lấy vợ. Vợ anh là một cô gái gốc Việt. Cô ấy đã giúp anh rất nhiều trong công việc. Khi nào cả hai gia đình có thể đi chơi chung với nhau, cô ấy rất muốn gặp em đấy. Và cô ấy cũng là một người rất thích văn học Việt Nam. Em không chắc nữa, công việc của em bận lắm. Ừ, tiếc quá. À, bây giờ anh phải đi rồi. Chào anh. Hẹn gặp em sau. Và mãi